hiện được vị thế phát triển, hội nhập sâu rộng không chỉ với các nước trong khu vực mà còn với nhiều quốc gia trên thế giới. Để có được sự chuyển mình hùng mạnh như ngày hôm nay, không thể không kể đến sự đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp trên khắp cả nước, nhất là các doanh nghiệp quân đội, trong đó có Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô Bộ Quốc phòng. Là đơn vị chủ lực thi công các công trình trên biển, công trình thủy điện, công trình ngầm, công trình giao thông, giả phá bom mìn, Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô đang ngày càng khẳng định thương hiệu số 1 Việt Nam trong lĩnh vực thi công, xây dựng các công trình đòi hỏi kỹ thuật cao, có quy mô lớn với môi trường điều kiện thi công khắc nghiệt, đóng góp một phần không nhỏ vào công cuộc kiến thiết nước nhà. Ngày 16 tháng 11 năm 1989, Công ty Xây dựng Công trình ngầm Lũng Lô được thành lập trên cơ sở củng cố, nâng cấp xí nghiệp xây dựng công trình ngầm Lũng Lô thuộc Bộ Tư lệnh Công binh. Tháng 7 năm 1990, Bộ Quốc phòng quyết định chuyển hành Công ty Khảo sát Thiết kế Xây dựng Công trình ngầm Lũng Lô. Đến tháng 8 năm 1993, Bộ Quốc phòng quyết định đổi tên thành Công ty Xây dựng Lũng Lô. Nhằm đẩy mạnh năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh, ngày 17 tháng 4 năm 1996, Bộ Quốc phòng ra quyết định số 466/QĐ-QP về việc tổ chức lại Công ty Xây dựng Lũng Lô trên cơ sở sáp nhập 3 doanh nghiệp trực thuộc binh chủng công binh gồm Công ty Xây dựng Lũng Lô, Công ty Xây dựng 25 tháng 3 và Xí nghiệp Khảo sát Thiết kế và Tư vấn Xây dựng. Quyết định này là bước đệm quan trọng trong việc phát triển và mở rộng quy mô hoạt động của tổng công ty. Ngày 8 tháng 1 năm 2010, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra quyết định số 45/QĐ-BQP chuyển Công ty Xây dựng Lũng Lô thành Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Xây dựng Lũng Lô, tạo tiền đề cho công ty và gặt hái được nhiều thành tựu to lớn. Ngày 2 tháng 12 năm 2011, Bộ Quốc phòng quyết định điều chuyển nguyên trạng Công ty Xây dựng Lũng Lô thuộc Bộ Tư lệnh Công binh về trực thuộc Bộ Quốc phòng. Ngày 12 tháng 1 năm 2012, Bộ Quốc phòng quyết định tổ chức lại Công ty Xây dựng Lũng Lô thành Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô. Nguồn lực sẵn có, Tổng Công ty luôn củng cố và phát triển vững chắc theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tập trung phát triển một số ngành nghề truyền thống, phát huy sức mạnh tổng hợp của các đơn vị thành viên trong đầu tư, đổi mới trang thiết bị, công nghệ tiên tiến, hiện đại để đủ năng lực tham gia thi công các dự án trọng điểm cấp nhà nước, có yêu cầu cao về chất lượng, tiến độ. Không tự nhiên, Lũng Lô lại trở thành thương hiệu số 1, nhận được sự tin tưởng của các đối tác trong và ngoài nước, có uy tín và vị thế lớn mạnh trong ngành xây dựng Việt Nam như hiện tại. Suốt chặng đường dài 3 thập kỷ vừa qua, Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô đã vượt qua không ít những khó khăn, thăng trầm khi tìm kiếm chỗ đứng riêng cho mình trên thị trường xây dựng, phấn đấu phát triển bền vững cho đến ngày hôm nay. 30 năm Tổng Công ty Lũng Lô là một cái chặng đường phát triển rất là dài. Và doanh nghiệp ấy thì cũng có lúc lên lúc xuống. Cái giải pháp quyết định thành bại là con người. Thì tôi bàn với lại ban giám đốc và thường vụ đảng ủy là phải có cải tổ về tổ chức, cải tổ về con người, phải đưa thế hệ trẻ lên làm đảm nhiệm các vị trí chủ chốt, là thay đổi cơ chế quản lý bằng cách khoán sản phẩm tới người lao động. Với ý chí quyết tâm, tinh thần dám nghĩ dám làm, không lùi bước trước mọi gian khổ của những người lính mở đường, tổng giám đốc công ty cùng các cán bộ công nhân viên, người lao động đã đoàn kết đồng lòng, từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, tìm ra hướng đi mới, từng bước khẳng định thương hiệu, vị thế riêng của mình. Bên cạnh sự nỗ lực, quyết tâm của cả một tập thể, thì không thể không nói đến sự chỉ đạo sát sao của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của các bộ, ban, ngành, địa phương, cơ quan chức năng trong và ngoài quân đội, đã góp phần thúc đẩy Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô từng bước mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh mới. Ngoài các lĩnh vực truyền thống, thế mạnh đã có như giả phá bom mìn, vật liệu nổ, xây dựng các công trình quốc phòng an ninh, thì Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô cũng đã có nhiều công trình thế kỷ mang dấu ấn thương hiệu Lũng Lô trong lĩnh vực xây dựng dân dụng. Âu tàu Bạch Long Vĩ, đê chắn sóng nhà máy lọc dầu Dung Quất, nhà máy thủy điện A Vương, Huệ Quảng, đường cao tốc Hà Nội Lào Cai, hầm Phú Sa, Phước Tượng, Đèo Cả, vân vân, chính là minh chứng cho bước trưởng thành thời kỳ đầu của Tổng Công ty. Và sau 30 năm phát triển trưởng thành, đến nay, Tổng Công ty đã trở thành đơn vị đầu ngành chuyên thi công các cảng biển, âu tàu, đê chắn sóng, hầm thủy điện, hầm đường bộ, khẩu độ lớn, điện cao thế trên biển trọng điểm của Việt Nam, được các chủ đầu tư, các nhà thầu trong và ngoài nước ghi nhận và đánh giá cao. Không chỉ là thương hiệu uy tín trong lĩnh vực thi công, Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô còn là địa chỉ cung cấp các giải pháp kỹ thuật, máy móc, thiết bị hiện đại với đội ngũ nhân sự kinh nghiệm, chuyên nghiệp. Bộ máy công ty hiện bao gồm Chủ tịch, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Kế hoạch,
phòng tài chính kế toán, phòng kỹ thuật trang bị, phòng chính trị, phòng tổ chức lao động, phòng quản lý dự án đầu tư, văn phòng, ban thanh toán và thu hồi công nợ. Từ khi chuyển hướng hoạt động theo hình thức công ty mẹ, công ty con, Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô cũng đã gặp không ít những vướng mắc, khó khăn trong quá trình vận hành bộ máy. Nhưng đây đồng thời cũng là cơ hội chứng minh cho năng lực quản lý xuất sắc của ban lãnh đạo tổng công ty. Luôn cố gắng đổi mới, đẩy mạnh cơ chế quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp. Hiện tổng công ty phát triển, công ty còn 13 đơn vị thành viên là công ty xây dựng cầu hầm, công ty xây dựng công trình thủy, trung tâm xử lý bom mìn vật nổ, công ty vận tải và thi công cơ giới, công ty xây dựng công trình ngầm, công ty xây dựng và đầu tư miền Nam, công ty đầu tư và phát triển đô thị, công ty đầu tư và phát triển hạ tầng, chi nhánh đội tàu nạo vét, văn phòng đại diện Bắc miền Trung, văn phòng đại diện miền Trung, văn phòng đại diện miền Nam, văn phòng đại diện tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ngoài ra, có hai công ty con trực thuộc là công ty cổ phần xây dựng Lũng Lô 4, công ty cổ phần xây dựng Lũng Lô 6. Và 7 công ty liên kết bao gồm công ty cổ phần xây dựng Lũng Lô 2, công ty cổ phần Lũng Lô 3, công ty cổ phần xây dựng Lũng Lô 9, công ty cổ phần đầu tư và phát triển Lũng Lô 5, công ty cổ phần máy xây dựng Việt Nam Uran, ngân hàng thương mại cổ phần quân đội, công ty cổ phần xi măng Mỹ Đức. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, thị trường khan hiếm nguồn việc, tổng công ty luôn coi trọng công tác nhân sự là một trong những yếu tố tiên quyết, quan trọng để phát triển. Vì vậy, đội ngũ nhân sự của tổng công ty luôn được chú trọng về chất lượng, với số lượng phù hợp, thường xuyên được đào tạo nâng cao về kỹ thuật sản xuất, nghiệp vụ quản lý. Đến thời điểm hiện nay, đội ngũ nhân sự của tổng công ty gồm có trên 1.000 cán bộ kỹ thuật, 183 cán bộ quản lý kinh tế, 16 cử nhân ngoại ngữ và trên 7.500 công nhân kỹ thuật. Với mục tiêu từng bước hiện đại hóa trang thiết bị để tham gia thi công các dự án lớn có yêu cầu cao về kỹ thuật cũng như chất lượng, tiến độ thi công, Tổng Công ty Xây dựng đặc biệt chú trọng công tác đầu tư máy móc, dây chuyền công nghệ hiện đại. Trong những năm qua, Tổng Công ty đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho việc cải tiến, nâng cấp thiết bị, đảm bảo năng lực tham gia thi công các dự án trọng điểm cấp nhà nước với hiệu quả, chất lượng cao. Máy móc, trang thiết bị tại Tổng Công ty đã và đang được nhập khẩu từ các cường quốc như Úc, Nhật, Hàn, Mỹ. Trong suốt quá trình 30 năm phát triển, Tổng Công ty đã hoàn thành nhiều dự án lớn thuộc các lĩnh vực. Các công trình trên biển luôn là thách thức lớn đối với các nhà thầu xây dựng bởi tính chất phức tạp về kỹ thuật xây dựng, đòi hỏi những thiết bị thi công chuyên dụng, cộng thêm khả năng rủi ro lớn trong điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt. Khó khăn là vậy, nhưng Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô đã vượt qua, chinh phục và hoàn thiện được nhiều công trình lớn. Công trình cảng và khu neo đậu tàu Bạch Long Vĩ, Hải Phòng do công ty trực tiếp thiết kế và thi công. Công trình đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì. Với tố chất của người lính công binh, Công ty Xây dựng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thi công công trình âu tàu phục vụ cứu hộ, cứu nạn đảo Song Tử Tây và đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất. Công trình đê chắn sóng nhà máy lọc dầu Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi là một trong những gói thầu quan trọng của dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất. Công trình đê chắn sóng Trà Vinh, Bãi Sỉ, gói 10A, gói 10B, dự án luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu. Công trình đường dây từ đất liền ra đảo Lại Sơn, đảo Kiên Hải, 220 kV từ Kiên Bình đi Phú Quốc, cảng cá Ninh Chữ, Ninh Thuận. Công trình đê chắn sóng bảo vệ cảng Chân Mây. Bằng việc thi công, hoàn thiện xuất sắc các công trình biển lớn kể trên và hàng chục các công trình biển vừa và nhỏ khác, Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô đã và đang khẳng định được vị thế ông lớn của mình trong lĩnh vực này. Các công trình ngầm, thủy điện. Phải khẳng định rằng, thi công công trình ngầm và đường hầm là lĩnh vực mũi nhọn, chủ chốt của Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô. Lũng Lô đã và đang áp dụng những công nghệ thi công hầm tiên tiến nhất trên thế giới để thực hiện những dự án thủy điện như Công trình thủy điện Đa Mi Hàm Thuận là công trình trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn từ năm 1997 đến năm 2000 thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận. Công trình thủy điện A Vương nằm trên sông A Vương, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, có công suất 210 MW. Ngoài ra còn có các công trình khác như thủy điện Sông Chanh 2, thủy điện Krông Hờ Năng, thủy điện Huệ Quảng, thủy điện Nậm Tóng, thủy điện A Lin B1 B2, hầm Phước Tượng. Dự án mở rộng lưu vực bổ sung nước cho công trình thủy lợi, thủy điện Quảng Trị và vùng Hạ Du. Công trình có dung tích toàn bộ gần 2 triệu mét khối, tổng mức đầu tư gần 270 tỷ đồng. Dự án sẽ làm tăng sản lượng điện hàng năm thêm gần 30 triệu kWh một năm, bổ sung nguồn nước tưới khoảng 46 triệu mét khối cho hồ thủy lợi, thủy điện Quảng Trị và vùng Hạ Du, góp phần thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn,
cải thiện môi trường, đồng thời góp phần giảm lũ cho vùng hạ du. Công trình thủy điện Sông Bồ thuộc huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự án gồm đập chính dâng kết hợp đập tràn trên sông Bồ, tuyến năng lượng bờ trái và nhà máy thủy điện sau đập xả nước trở lại sông Bồ. Dự án có diện tích lưu vực đến tuyến đập 148 km2, mực nước dâng bình thường 161m, mực nước hạ lưu nhỏ nhất 79,6m, công suất lắp máy 20MW và sản lượng trung bình hàng năm khoảng 68,7 triệu kWh. Dự kiến sau khi hoàn thiện và đi vào vận hành sẽ giúp cung cấp nguồn điện dồi dào cho người dân và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Đây là một cái công trình kết hợp giữa thi công, nhà thầu thi công và lại nhà thầu lại làm chủ tư. Thì cái công ty cổ phần đúng 19 có cổ phần ở cái thủy điện Sông Bồ này là 25%. Và cái công suất của cái dự án cái thủy điện này là 20 MW. Dự án thủy điện Sông Bồ bước đầu thi công cũng gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt cái vùng này là địa chất yếu, hai là mưa nó rất là nhiều, thì thi công đường vào đây rất là khó khăn giai đoạn đầu, nhưng được sự quan tâm của tổng công ty, thiết bị xe máy của tổng công ty điều động, đặc biệt là trước Tết Nguyên đán là tại dự án này nguyên đầu máy xúc và công suất lớn là 15 chiếc để làm cả giới sông ấy vào làm hai bên cho kịp tiến để đập này. Hầm ATK tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Với năng lực nội tại vững mạnh, Tổng công ty xây dựng Lũng Lô đã ghi dấu thương hiệu bằng nhiều công trình ngầm, công trình thủy điện hùng vĩ trên khắp dải đất hình chữ S và hứa hẹn sẽ ngày càng vươn cao, vươn xa hơn trong lĩnh vực này. Cùng với hai lĩnh vực được xác định là mũi nhọn, công trình giao thông cũng là một trong những lĩnh vực đinh của Lũng Lô. Trong những năm qua, Tổng công ty đã tham gia xây dựng và hoàn thành nhiều công trình giao thông đường, cầu cảng, sân bay tiêu biểu trên phạm vi cả nước như công trình đường tuần tra biên giới Kon Tum và Thanh Hóa, công trình đường Hồ Chí Minh nhánh phía Tây Trường Sơn giáp biên giới Việt-Lào, đường tuần tra biên giới Bình Phước. Đặc biệt, dự án TT254 mở rộng và nâng cấp tuyến đường dài 13 km phát triển khu du lịch Hồ Ba Bể, Bắc Cạn với tổng mức dự án lên đến 820 tỷ đồng cũng đang được gấp rút thi công hoàn thiện. Tuy gặp phải địa hình trắc trở và còn nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, nhưng toàn thể các cán bộ công nhân viên tại dự án vẫn luôn nỗ lực hết mình để kiến tạo nên một công trình chất lượng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, du lịch chung của tỉnh cũng như của đất nước. Nhờ có trang thiết bị cơ giới đa dạng và hiện đại, cùng đội ngũ kỹ thuật nhiều kinh nghiệm, lực lượng công nhân kỹ thuật lành nghề, các công trình do Tổng công ty xây dựng Lũng Lô bàn giao luôn được chủ đầu tư đánh giá chất lượng tốt và thi công đúng tiến độ. Ngoài ra, Tổng công ty còn thực hiện các dự án rà phá bom mìn, vật nổ cấp quốc gia trên mặt đất và dưới biển nhằm đảm bảo an toàn cho các dự án thủy điện, xây dựng cầu cảng, các tuyến đường giao thông huyết mạch, ống dẫn dầu khí, hệ thống cáp quang trên sông, v.v. Với đội ngũ cán bộ, bộ đội công binh chuyên nghiệp, dày dặn kinh nghiệm thực tế và trình độ kỹ thuật cao trong việc xử lý bom mìn, vật nổ cùng các thiết bị dò tìm bom mìn hiện đại, Tổng công ty xây dựng Lũng Lô có đầy đủ năng lực dò tìm bom đạn, vật nổ ở bất kỳ địa bàn nào, độ sâu nào, dọn sạch bom mìn, vật nổ trên mọi mặt bằng, mọi địa hình và xây dựng công trình theo yêu cầu của chủ đầu tư. Công trình đường dây 220 kV Kiên Bình - Phú Quốc là dự án có ý nghĩa chính trị rất lớn về an ninh quốc phòng trên vùng biển giáp danh hải phận Campuchia. Đường dây 220 kV Kiên Bình - Phú Quốc được xây dựng nhằm đảm bảo cấp điện cho đảo Phú Quốc, đáp ứng đầy đủ về nguồn điện, nhằm tạo sự thay đổi và phát triển mạnh mẽ về kinh tế xã hội tại các đảo, góp phần giữ vững an ninh quốc phòng cho vùng biển phía Nam của Tổ quốc. Đây là cái công trình Tổng ty xây dựng Lũng Lô, Bộ Quốc phòng thi công trên biển với cái điều kiện là rất là xa đất liền. Đấy, từ điểm cập bờ mà ra đến cái vị trí thi công xa nhất của Tổng ty xây dựng Lũng Lô đấy là gần 70 cây số. Mọi cái điều kiện thi công là rất là khó khăn, phụ thuộc rất nhiều vào cái điều kiện thời tiết, sóng gió trên biển. Đấy, mà đây cũng là một cái ngành nghề mũi nhọn mà Tổng công ty Lũng Lô là xác định hướng tới trong những năm tiếp theo.
là một đơn vị tư vấn, khảo sát thiết kế xây dựng. Trong những năm qua, Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô đã quan tâm đầu tư trang thiết bị, công nghệ hiện đại để thực hiện các hợp đồng về khảo sát thiết kế, tư vấn xây dựng có chất lượng, hiệu quả tốt, được nhiều chủ đầu tư tin tưởng giao thầu, khảo sát thiết kế một số dự án lớn như đường xa lộ Bắc Nam, đường tuần tra biên giới, đường Đông Trường Sơn và nhiều dự án dân dụng khác. Hiện tại, công ty đã xây dựng được hệ thống phòng thí nghiệm vật liệu và kiểm định chất lượng xây dựng LAS-323 tại trụ sở công ty và hiện trường các dự án lớn. Song song với việc tham gia xây dựng trên các lĩnh vực thuộc chiến lược quốc gia về điện năng, dầu khí và hạ tầng cơ sở, sân bay, bến cảng, đường giao thông, trong những năm qua, Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô còn tích cực tham gia thi công xây dựng các dự án dân dụng như san lấp mặt bằng, xây dựng các khu đô thị, nhà ở cao tầng, cao ốc, văn phòng, dự án đường dây 500 kV Sơn La Hòa Bình do Công ty Xây dựng Công trình ngầm, Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô thi công là dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đã góp phần tăng cường năng lực cung cấp điện năng cho khu vực các tỉnh miền Bắc và miền Trung trong thời kỳ xây dựng và phát triển, cải thiện đáng kể môi trường kinh tế, khuyến khích đầu tư và từng bước nâng cao đời sống sinh hoạt cho cư dân. Đây là một công trình có ý nghĩa vô cùng quan trọng đến năng lượng, an ninh năng lượng quốc gia. Mặc dù là điều kiện thi công vô cùng khó khăn, được sự chỉ đạo quyết liệt của tổng ty và nỗ lực của đơn vị, hiện tại chúng tôi đã hoàn thành cơ bản những hạng mục chính, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đường dây 500 kV. Chúng tôi phải là giải phóng cái mặt bằng này rất khó khăn, từ 24 tháng 1 cho đến tận 27 tháng 3 chúng tôi mới giải phóng được xong mặt bằng. Đây là một cái điểm chốt mà giải quyết cái tiến độ của công trình. Thì đến nay là chúng tôi đang thi công là cơ bản là hoàn thành các cái khối lượng chính, đến 30 tháng 6 này thì kết thúc cái phần của cái móng trụ cột này. Thì chúng tôi sẽ phấn đấu là gấp nắng tránh mưa, là thắng mưa là để thi công hoàn thành cái công trình này đúng tiến độ cam kết với chủ đầu tư. Có thể nói, bước chân và sự đóng góp của cán bộ, người lao động Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô đã in dấu trên khắp mọi miền Tổ quốc, từ đồng bằng đến miền núi, từ đất liền vươn ra biển đảo. Mỗi công trình được xây dựng lên, từ lãnh đạo tới kỹ sư, công nhân của Tổng Công ty Lũng Lô phải đổ bao mồ hôi công sức, và những công trình ấy đã được ghi dấu ấn bằng những công trình thế kỷ, chắc chắn trường tồn cùng thời gian. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức trong việc tìm kiếm, triển khai các dự án, nhưng đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Cụ thể, sản lượng đạt 110,8% kế hoạch, bằng 116,6% so với cùng kỳ năm 2015. Doanh thu đạt 108,6% kế hoạch, bằng 114,9% so với cùng kỳ năm 2015. Bên cạnh đó, Tổng Công ty luôn hoàn thành các chỉ tiêu, nghị quyết đề ra trong mỗi năm. Bằng sự phát triển vượt bậc của mình, Tổng Công ty đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen, huân huy chương từ các bộ, ban, ngành như huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch nước về việc đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ thi công nhà máy thủy điện A Vương, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Huân chương lao động hạng nhất của Chủ tịch nước về việc đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ thi công luồng và âu tàu phục vụ cứu hộ, cứu nạn đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định phong tặng danh hiệu anh hùng lao động cho Tổng Công ty vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, và nhiều huân chương phần thưởng cao quý khác của nhà nước và các bộ, ban, ngành, tỉnh trong cả nước trao tặng. Để có được những thành tựu vinh quang trong suốt chặng đường 30 năm qua, không thể không kể đến những đóng góp của thế hệ đi trước, những người đã đặt nền móng đầu tiên từ những buổi đầu sơ khai để làm nên thương hiệu Lũng Lô ngày hôm nay. Ban lãnh đạo Tổng Công ty là những người dám nghĩ, dám làm, quyết liệt và sát sao trong từng dự án. Không chỉ đạo, điều hành mà lãnh đạo Tổng Công ty luôn có mặt tại các công trình để trực tiếp tham gia và động viên các kỹ sư, công nhân lao động. Sắp tới Tổng Công ty kỷ niệm 30 năm thành lập. Đoạn đường thì chưa dài nhưng mà cũng là đánh giá đầy đủ về Tổng Công ty. Thế thì chúng tôi là những thế hệ cũ của Tổng Công ty, cũng nhắn gửi đến anh em các thế hệ của Lũng Lô hiện nay, các đồng chí luôn luôn lấy đoàn kết đóng góp cho quân đội và làm nghĩa vụ đối với nhà nước. Kế thừa và phát huy tinh thần của thế hệ đi trước, các lãnh đạo, cán bộ, người lao động thế hệ sau của Tổng Công ty luôn đề cao sự đoàn kết, đồng lòng, tinh thần không ngại khó, ngại khổ của người quân nhân trong thời bình. Từng công trình cứ thế được thành hình, nên tầm, nên vóc,
dưới bàn tay cẩn mẫn, chăm chỉ của các cán bộ công nhân viên, góp phần nâng cao sự khang trang, hiện đại của mỗi tỉnh, thành phố nói riêng và đất nước nói chung. Xác định con người là yếu tố quan trọng nhất để tạo nên những công trình vững chắc vượt thời gian. Tổng công ty xây dựng Lũng Lô luôn có chính sách bồi dưỡng về năng lực cho các cán bộ công nhân viên, người lao động trong công ty. Đồng thời, ban lãnh đạo cũng chú trọng việc cải thiện đời sống vật chất để tạo động lực, nâng cao tinh thần cho người lao động, hỗ trợ đời sống của những nhân viên còn khó khăn. Trên đà hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước ngày càng sâu rộng, đất nước không ngừng lớn mạnh, kế thừa và phát huy thế mạnh, thương hiệu và thành quả đạt được 30 năm qua, Tổng công ty xây dựng Lũng Lô định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Với quyết tâm thực hiện tốt giá trị cốt lõi, tiếp tục phát triển, khẳng định thương hiệu top đầu trong lĩnh vực xây dựng môi trường làm việc thân thiện, hiệu quả cho người lao động. Chiến lược phát triển kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tới gồm 3 trọng tâm. Thứ nhất, tiếp tục tập trung 2 ngành nghề mũi nhọn là thi công các công trình ngầm, đường hầm giao thông, đường hầm thủy lợi, thủy điện và thi công các công trình gồm kè sông, biển, nạo vét luồng, ngạch âu tàu và cảng sông, cảng biển. Thứ hai, chú trọng phát triển kinh tế, kinh doanh bất động sản. Trong giai đoạn từ nay đến 2020, Tổng công ty sẽ tập trung hoàn thiện các thủ tục để triển khai 2 dự án bất động sản đã được cấp phép và các dự án sử dụng quỹ đất của Tổng công ty. Giai đoạn sau 2020, căn cứ theo nhu cầu của thị trường và nguồn lực của Tổng công ty để phát triển thêm các dự án mới. Thứ ba, Tổng công ty sẽ đầu tư nguồn lực để phát triển ngành nghề thi công các dự án đường sắt đô thị và dự án metro là những ngành nghề được dự báo có tiềm năng phát triển mạnh trong thời gian tới. Không có sự thần tốc nào đến với những người lính Lũng Lô một cách dễ dàng. Không thể kể hết những khó khăn, thử thách mà hàng ngàn cán bộ công nhân viên của Tổng công ty xây dựng Lũng Lô đã vượt qua để đi tới ngày hôm nay. Nhưng cũng chính những khó khăn, thử thách này đã tạo ra những giá trị đặc biệt mà tôi cho rằng đã làm nên thương hiệu, làm nên sự tự hào của người lính Lũng Lô. Với những tư duy đúng đắn trong đường lối kinh doanh, coi trọng ngành nghề truyền thống, phát huy hiệu quả nguồn lực nội tại và chú trọng đổi mới thiết bị, máy móc sản xuất, tập thể Tổng công ty xây dựng Lũng Lô hứa hẹn mang đến nhiều sự bứt phá, chuyển mình vượt bậc trong tương lai. Cái cốt lõi của vấn đề là đoàn kết, phải đoàn kết. Và anh cũng rất tin tưởng vào cái thế hệ trẻ, từ tổng giám đốc đến các phó tổng giám đốc, các trưởng phòng ban và giám đốc các đơn vị thành viên là thế hệ trẻ, thế hệ thứ ba. Rất nhạy bén, rất linh hoạt, rất thông minh. Thì anh mong là các em sẽ đưa Lũng Lô lên tầm một tầm cao mới và xứng danh là một đơn vị anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. Và cũng tôi cũng nhân dịp này, tôi cũng chúc anh em của đơn vị luôn luôn phấn đấu tốt hơn nữa. Và nhất là trong thời kỳ mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mà nhà nước đang phát động, thì các đồng chí phải tích cực nghiên cứu, học tập để mà làm sao nâng cao trình độ trong tư duy, trong sản xuất kinh doanh. Các đồng chí phấn đấu để làm sao có những thành tích tốt nhất. Chào mừng 30 năm thành lập công ty. Trong niềm hân hoan, toàn Tổng công ty xây dựng Lũng Lô đang trên chặng đường tiến tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Tổng công ty. Thay mặt cán bộ chiến sĩ công ty đầu tư phát triển hạ tầng, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các thế hệ thủ trưởng, cảm ơn thường vụ ban tổng giám đốc đương thời đã dày công xây dựng một tổng công ty xây dựng Lũng Lô lớn mạnh. Để tiến tới cái ngày kỷ niệm cái ngày 30 năm thành lập tổng công ty, thì chúng ta đơn vị chúng tôi cũng quyết tâm bằng mọi cách là sẽ đẩy nhanh về tiến độ thi công, cũng như là tập trung nhiều lực lượng về kỹ thuật để làm sao mà đạt được cái chất lượng công trình tốt nhất. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Tổng công ty, qua đây tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Tổng công ty qua các thời kỳ. Không có các đồng chí cống hiến, đã đang cống hiến thì không có Tổng công ty phát triển như ngày hôm nay. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Tổng công ty, thay mặt Ban Chỉ huy Công trường, kính chúc Thường vụ Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể các đồng chí luôn luôn dồi dào sức khỏe, cùng nhau đoàn kết, thống nhất, đưa Lũng Lô lên một tầm cao mới. Xin chân thành cảm ơn. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Tổng công ty, tôi xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tổng công ty qua các thời kỳ, các đồng chí đã và đang làm việc tại Tổng công ty luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Trước cái thềm kỷ niệm 30 năm ngày thành lập của Tổng công ty xây dựng Lũng Lô, thì thay mặt cho cán bộ chiến sĩ của Công ty Vận tải Thi công Cơ giới,
kính chúc thủ trưởng và các thủ trưởng qua các thời kỳ mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn là chỉ đạo, dõi theo và giúp đỡ cán bộ chiến sĩ, người lao động của toàn tổng Lũng Lô. Tôi hy vọng mốc 30 năm chặng đường hôm nay sẽ chỉ là điểm khởi đầu cho những chặng đường mới, nhiều thành tựu, nối dài 20 năm, 30 năm tới và xa hơn nữa. Một lần nữa, tôi xin được gửi lời cảm ơn trân trọng nhất tới tất cả các thủ trưởng, nguyên thủ trưởng Bộ Quốc phòng, các thế hệ đi trước, các đối tác trong và ngoài quân đội, các đồng chí, các anh, các chị, các em, cán bộ, nhân viên Lũng Lô đã nỗ lực làm việc, cống hiến trong suốt thời gian qua. Chúc toàn thể các đồng chí cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô của chúng ta ngày một phát triển mạnh mẽ và bền vững. 30 năm với những thăng trầm, khó khăn. 30 năm kiến tạo, hoàn thiện hàng trăm công trình trọng điểm trên khắp giải đất hình chữ S. 30 năm ghi dấu sự cố gắng, nỗ lực, cống hiến của biết bao thế hệ cán bộ công nhân viên trong tổng công ty. 30 năm là chặng đường đủ để thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, quả cảm, sáng tạo, tài năng của những người lính Cụ Hồ trong thời bình. 30 năm, một dấu mốc đáng nhớ để nhìn lại, để tự hào, để kiên tâm và bước tiếp trên chặng đường nâng tầm thương hiệu Lũng Lô, vươn cao, vươn xa hơn trên trường quốc tế. Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô, hành trình 30 năm chinh phục thử thách, vươn tới tầm cao.